Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị phần 4, phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Trên đường dây thông khán giả thì Nhật Bạn lặp lại câu hỏi đi để cho người khác nghe chung nha. Bà nói là bà 65 tuổi, bà bị cao mỡ không thôi, không bệnh gì khác hết. Mà bà uống Mixtan thì nó bị liver gan lên 3 lần cao hơn. Vâng. Thì bác sĩ Phúc. Thì nếu một trường hợp mà sợ vấn đề ảnh hưởng gan như vậy thì nó có những thứ khác. Mặc dù nó không có hiệu lực bằng cái thuốc mà hiện mà cô đang uống bây giờ, cái loại là một cái thuốc mỡ mà nó cứ cái tên cuối cùng của nó là statin á. Thì cái thứ đó, tại vì cái thứ đó xưa giờ nó những cái rất là khảo cứu về cái đó rất là nhiều, thì nó proof rất là nhiều, nó evidence, nó có thể nó là nó bớt cái vấn đề là bị đau tim và bị stroke nữa. Nhưng mà nếu mà trường hợp gặp phải những trường hợp của cô thì bị phản ứng mà cái số men gan nó lên gấp 3 lần như vậy thì đề cập xin tham khảo với bác sĩ gia đình để có những thuốc nào, những cái class nào khác, nó không hẳn là trong cái statin drug. Mặc dù là nó không có thể nói là nó không có tốt về vấn đề tim bằng cái statin, nhưng mà giữ mỡ vẫn thấp được phần nào hay phần đó. Thì như có nói là cái nữa là cái thuốc là niacin hoặc là niaspan là cái brand name của nó. Bác sĩ nói là cái thứ hai là Zetia. Vâng, rồi xin hỏi này, khi mà mỡ như vậy chỉ có tập thể thao hoạt động gì nữa không hay là dạ có chạy có bộ rồi hiện tại thì bác sĩ gia đình cho uống cái gì đó cái gì nó về yes rice về red rice yes, tức là về cái gạo đỏ đó bác sĩ. Red rice yes, vâng vâng. Yeah, red rice yes yes yes, vâng. Yeah yeah, thì cái đó thì nó xuống nhưng mà nó lại bị giống như là bị uống nhiều lần đó, nó không có quốc nữa. Tức là nó không có hoạt động nữa. Vâng. Uống lên bước đầu thì nó hoạt động nhưng sao nó không hoạt động nữa. Rồi bây giờ thì tôi không uống gì trang rồi. nếu mà mỡ mà LDL 165 thì có hơi cao đó nha. Có thể bạn tham khảo với bác sĩ gia đình lại có cái thứ thuốc nào substitute, tại vì nó có nhiều cái class khác nhau nữa, rồi uống thử xem. Rồi đến chính cái thuốc mà statin trong đó có nhiều người họ uống loại A, tại cái thuốc statin là cái gia đình của nó có nhiều thứ ở trong đó. Okay. Theo những cái khảo cứu tôi đi, những cái meeting tôi đi ấy, thì chẳng hạn họ nói uống thuốc A mà nếu bệnh nhân mà cần phải uống mà A mà có bị vấn đề trục trặc mà cái chỉ số như cái liver enzyme nó cao thì người ta có thể đổ loại B, nó cũng nằm trong cái gia đình đó, như là cái thuốc lovastatin là tương đối nó nhẹ hơn, cái atorvastatin thì tương đối nó cái cường lực nó mạnh hơn, và cái thứ nữa là thứ ba nó còn mạnh hơn nữa, thì tôi không biết chị uống thứ nào, nhưng mà sometime mình try, nếu mà cái nó không có vấn đề, nó có hơi khác thường thôi nhưng mà nó không có thay đổi nhiều, chị có thể tham khảo với bác sĩ gia đình xem thử try thứ nào khác không. Nhưng mà khi mà try thứ khác mà cùng với gia đình như statin á thì make sure phải theo dõi thật kỹ, thử máu để make sure là nó không có ảnh hưởng, nó đẩy cái số cái liver enzyme lên ha. Yeah, yeah, okay. Yeah, cảm ơn bác sĩ nhiều. Yeah. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Dạ vâng. Dạ. Vâng. Để tiếp lời bác sĩ Phúc cũng như là để trả lời câu hỏi của bà đó, thì thật ra đó nếu mà Mickey statin thì tương đối là nó là golden standard rồi. Ai bệnh nhân nào chúng tôi bắt đầu start bằng statin hết, yeah. Mà sau statin mới đổi những loại khác, nó có rất là nhiều. Và nên khán giả nên trở lại gặp bác sĩ gia đình của mình. Nó có rất là nhiều, chẳng hạn như là ngoài Zetia nó còn có rất là nhiều thuốc khác nữa, kể cả omega 3. Vâng. Cũng có thể có dùng được. Thành ra bà nên xin lỗi tôi cái câu hỏi một cái bệnh mà cái bệnh này hình như là ít người bị, bác sĩ có biết nhiều về cái bệnh Parkinson không? Tôi biết là tại vì tôi có rất là nhiều bệnh nhân của tôi bị Parkinson thì tôi có theo dõi rất là nhiều nha. Ok. Vậy nhưng mà tiếc quá là tôi ở cái tiểu bang khác này, không nếu mà ở gần bên Washington thì chắc tôi phải qua gặp bác sĩ. Mà cô hỏi cá nhân của cô hay là hỏi cho người nhà?
Tại 65 tuổi còn trẻ quá hả? cho người quen á. À vậy ạ. Bị Parkinson, mới phát hiện ra bị Parkinson, thành ra rất là lo, không biết là đi bác sĩ nào để mà chữa trị cho nó đúng bệnh á. Đi Parkinson thì phải đi bác sĩ chuyên môn về neurology, bác sĩ về thần kinh, neurology. Dạ. Mà cái bệnh Parkinson đó, thì mình, theo tôi biết đó, thì tôi đã theo dõi nhiều người đó, thì cách chữa trị của nó rất là tế nhị. Bây giờ đây, tùy theo cái triệu chứng của người đó, nó rung tay, mà thường thường nó là resting tremor, tức là họ ngồi không, họ cứ rung này, họ thì mà tay họ rung, chỉ cho uống thuốc, rất là cái thuốc bệnh rất là khó chữa. Bệnh này không, chỉ làm cái tiến triển nó chậm lại thôi, chứ không có, cái bệnh Parkinson không có chữa hết được. Là có cái quan trọng phải hiểu như vậy, là cái bệnh này nó sẽ kéo dài suốt đời đến khi mình chết, mà mình làm sao mình chỉ làm cho họ trở lại cuộc sống bình thường được thôi, chứ còn nói là không còn rung nữa thì chắc là sẽ không bao giờ hết rung hết, sẽ còn rung. Cái bệnh này thì nó cũng không có ai mà dám tiên đoán là trong tương lai nó sẽ tiến triển sao hết. Có nhiều người họ bị low level, nó có vậy thôi, tay còn run thôi. Nhưng mà họ vẫn có thể cầm đũa được, họ vẫn có thể cầm thìa ăn được. Nhiều khi mình phải so sánh cái lợi cái hại của cái thuốc. Là cái thuốc, nhiều cái thứ thuốc mà để chống Parkinson nó bớt run đó, thứ nhất là nó không có thuốc nào để mà chữa hết bệnh hiện bây giờ, là cái kỹ thuật về y tế tiến bộ tới đó thì chỉ có thuốc để nó kèm lại cái triệu chứng run chân run tay, hoặc là nó giúp người ta đi đứng không có đi sực như vậy. Nhưng mà nếu mà thuốc mà mình nghĩ uống thuốc mà nó hại nhiều hơn là cái triệu chứng thì không có nên uống. Nhưng mà nếu mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống, cầm không được, không cầm thìa cầm đũa đi không được, đi không vững, thì đó mình nên cần uống thuốc. Tôi nghĩ là phải nên gặp bác sĩ chuyên môn về neurology để chữa nha. Cảm ơn bà nha. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin nhớ biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Kính chào bác sĩ Toản, nghe bác sĩ. Tôi 69 tuổi, mà tôi muốn hỏi thưa bác sĩ là cái thuốc omega 3 tree đó, omega 3 tree, bác sĩ omega tôi bị như là cái tiêu hóa nó không có tiêu, mà bị ở chua hoài, nhưng mà khi mà uống cái omega 3 tree đó thì như vậy thì nó làm cho mình bị cái bao tử, nó làm cho mình bị rối loạn bao tử, hay là bị khó chịu, hay là mình kể cả là mình làm giống như mình hơi bị giống như là bị diarrhea, bị tiêu chảy vậy đó, có phải vậy không bác sĩ? Cái thuốc nó giống như là tích từ dầu cá ra, nhưng mà nếu nó tùy người phản ứng, có nhiều người uống vô họ không hợp, có bị bón hoặc là bị tiêu chảy, nhưng mà nếu những cái phản ứng dị ứng đó nó không có nguy hiểm gì anh. Hiện bây giờ tôi không thấy cái gì gọi là nguy hiểm, chẳng hạn như cái thuốc mà trị mỡ gọi là cái statin á, thì có một khán giả trước đây có gọi vô đó, thì nó có thể là ảnh hưởng đến gan hoặc là ảnh hưởng khớp xương người ta, nó tùy, bị nặng nhẹ, nặng thì phải tránh, phải đổi thuốc. Còn cái omega 3 thì nó là giống như là cái dầu cá uống vô nào, nếu mà anh uống vô mà anh bị tiêu chảy thì anh ngừng, nhưng mà nói về vấn đề nó nguy hiểm đến tính mạng thì hiện giờ mình chưa có thấy vấn đề đó. Dạ, tôi đồng ý với sư Phúc, thường thường đó là cái omega 3 nó ít có phản ứng phụ lắm. Mà thường thường omega 3 uống nhiều ấy, chứ còn đúng cái khi mà tôi cho cái thuốc mà loại nó một cái brand name gọi là Loveza, thứ đó thường thường uống ngày đó 4 viên lận. Có nhiều người họ ra ngoài như Costco họ mua cái lọ thuốc omega 3 họ uống có 1 viên. Well, cái đó chưa chắc là nó phê cho lắm, thường thường nó phải uống từ ta rất là từ 2 viên đến 4 viên đến 6 viên một ngày. Đó là như vậy. Rồi còn cái thuốc mà mua ngoài thì nó thật phải cẩn thận, tại vì không biết nó là ở đâu đến. Nó cái tinh khiết hay không. Dạ, thì thường thường bệnh nhân của tôi đó thì tôi khuyên là nên uống cái Loveza để nếu mà uống omega 3. Còn nếu mà omega 3 mà uống Costco thì làm ơn đọc cái label của nó cho rõ. Tùy theo bao nhiêu unit đó, tại vì uống mua Costco rất là nhiều. Mà make sure xem là ai sản xuất anh nha. Mà anh uống ngày mấy viên? Tôi uống một ngày có 1 viên à. Trong cái đó nó nói anh sao nó uống ngày mấy viên? Một viên nó bao nhiêu unit biết không? Hồi nói là một ngày uống 2 viên, nhưng mà một ngày tôi uống có 1 viên, nhưng mà nó uống 1 viên thì nó sơ lấy cũng làm cho mình khó chịu cái bao tử đó bác sĩ. Nó làm cho mình giống như là đi Thì theo tôi hiểu đó thì cái có thể là hai cái nó không liên hệ với nhau. Tuy nhiên á, thì cái bảo đảm nhất đối với tôi, ông nên trở lại gặp bác sĩ gia đình của ông. Mà cái Loveza là cái tôi tin tưởng nhất, tôi biết chắc là cái dose nó sẽ giúp cho ông hơn là ra mà uống thuốc ở Costco hay là những thuốc quảng cáo trên thương mại.
thường thường là nó không được có kết quả như mình mong muốn đâu. Mà ngược lại nó còn phản ứng phụ nhiều hơn nữa. Vâng, mình chỉ biết là những thứ thuốc khi mà toa mà tôi viết thì các bác sĩ viết thường thường nó phải được giám sát qua tụi FDA. FDA thì nó rất là khó, nó rất là kỹ lắm. Thành ra những cái thứ thuốc thường thường nó phải đúng cái tiêu chuẩn của nó phải tinh khiết, nó không có những cái chất như là heavy mercury hay là thứ này nọ gì hết thì nó mới gọi là thuốc prescription. Còn thứ ở ngoài bán thì khi không nó có chương trình, cái cơ quan FDA nó không có giám sát, thành ra mình không có biết cái phẩm chất nó sao, mà những cái chất nào lạ trong đó mình không có biết rõ cho lắm. Thật ra thì cái vấn đề mà ông bác sĩ vui lòng nói lại cái tên thuốc hồi nãy bác sĩ mới vừa nói là cái gì thay gì cái thứ mà brand name lại, cái thứ brand name ra cũng lâu rồi, nó gọi Loveza, Loveza V A Z A Loveza. Thường thường phải nói là thế này, chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi luôn luôn tin tưởng ở FDA. Chúng tôi tin tưởng những cái thuốc mà hãng bảo hiểm cũng như là thương mại cũng như là Medical hay Medicare hay là Medical thì mà nó cho. Những cái thuốc đó được FDA công nhận thì chúng tôi biết rất là rành. Còn những bây giờ quý vị ra ngoài mua Omega 3 ở Costco hay là những cái chỗ nào đó, thật tình mà nói chúng tôi không dám bình phẩm cái chuyện đó, tại vì nó ngoài cái thẩm quyền của chúng tôi đi. Thành ra bao giờ chúng tôi cũng khuyên quý vị nên tham khảo bác sĩ gia đình rồi dùng những cái thuốc mà đã được FDA chấp nhận hơn là những cái thuốc mình đi mua, đôi khi nó tiền mất tật mang, nó gây những ảnh phản ứng phụ của mình. Chúng tôi không biết được, thiệt tình mà không dám nói đấy. Dạ vâng. Bây giờ họ hỏi nó có liên hệ đến cái đó không, tôi không dám trả lời đó nha. Loveza này bác sĩ, Loveza mình mua cái này là mình mua over cao được hay là không được anh? Cái đó bây giờ nó là prescription drug mà again anh phải, có nhiều người chẳng hạn nếu anh kêu optima thường thường phải xin phép đó nha. Yeah. Xin phép chứ không phải là nó, mà nếu mà anh bỏ tiền túi ra anh mua thì tôi biết nó không có rẻ. Ok. Dạ. Ok, thôi cảm ơn ông nha. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây đến xin tạm gián đoạn. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào thứ hai tuần tới. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hôm nay là ngày lễ lao động, mà bác sĩ Phúc mà bỏ công đến đây thì tôi cảm ơn rất là nhiều. Đi lao động. Đi lao động. Một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh Phúc. Cảm ơn sĩ Toàn.